Hello, xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 12 tháng 8 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là hơn 11 giờ tối cho các bạn nhé. Và mấy hôm nay thì mình bận công việc một chút, việc riêng một chút thì mình không lên clip được. Thì buổi tối ngày hôm nay mình thu xếp công việc và lên được clip là thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn nào ưng nào sản phẩm bên mình, bạn thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo. Và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay mình giới thiệu bạn là chiếc Oppo Reno 2F. Oppo Reno 2F thì con này hôm nay mình vừa mới về được con này xong nhé các bạn nhé. Đấy. Máy đẹp keng các bạn nhé, Oppo Reno 2F đấy ạ. Máy màu trắng đẹp keng, mặt sau còn vẫn còn dán ni lông này, đấy. Mặt sau này. Đấy. Mặt sau khách vẫn còn dán ni lông đẹp keng các bạn nhé. Đấy. Đây, Oppo Reno 2F. Thì các bạn cũng đã biết rồi. Đấy, Oppo Reno 2F, cấu hình con này là RAM 8GB, bộ nhớ trong con này là 128GB nhé các bạn nhé. Đấy. RAM 8GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con này là chip Hero này 70B70 8 nhân này. Hero B70 các bạn nhé. Đấy. Màn hình con này là màn hình là 6.5 inch. Đấy, tràn viền. Full HD cộng. Đấy. Nói chung là với con RAM gì nhỉ? Với con RAM 8GB các bạn dùng nói chung là đa nhiệm là quá tuyệt vời luôn các bạn nhé. Oppo Reno 2F đấy ạ, rất tuyệt vời. Nhà các bạn mà có người yêu, các bạn có thể mua tặng người yêu này hoặc là bà xã rất ok nhé. Máy màu trắng rất là đẹp ở đây. Camera trước sau, camera sau đấy ạ, rất là nét đấy. Và camera trước là thò thụt các bạn nhé. Các bạn bán hàng livestream cực kỳ là ok ạ. Đây ạ. Các bạn có thể thụt vào đấy, cầm tay ấn vào được các bạn nhé. Đây, máy rất là đẹp, đẹp keng luôn các bạn nhé. Và con Oppo Reno 2F này thì là cấu hình là RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB này. Thì con này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 4.700.000 các bạn nhé. 4.700.000, đây là cổng tai C này, loa ngoài này và loa tai nghe này. Camera 1, 2, 3 này, 4 này. Đấy, 4, 3, 4 camera nhé. Này, 4, 5 camera, đây một cái nữa hay sao. Đấy, rất nhiều, mở rộng góc các kiểu, ABC, đèn flash ạ. Mở khóa vân tay màn hình các bạn nhé. Con này thì mở khóa vân tay màn hình đấy. Các bạn này, mở khóa vân tay màn hình này, mở khóa khuôn mặt các kiểu. Rất nhiều tính năng trên Oppo Reno 2F ạ. Và bên mình đang bán các bạn với giá là 4.700.000 nhé. Giá cực kỳ là rẻ các bạn nhé. Máy đẹp kẹt như là mới nhé. Chỉ thiếu mỗi hộp các bạn bỏ hộp vào thành như máy mới luôn các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo Reno 2F các bạn nhận hàng mình sớm nhất. Một là qua Zalo và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại cho mình. Nếu bạn gọi số 1 không được các bạn có thể gọi số 2 giúp mình. Và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn nào gần có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng nhà mình. Và ở xa thì bên mình có ship các bạn nhá. Nhanh tay đặt hàng sớm mình sớm nhất Oppo Reno 2F nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con Samsung này là Samsung S7e nhá. Này, Samsung này là Samsung S7e. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng. Máy đẹp keng nhá, đẹp trên 90% các bạn nhá. Đấy. Máy màu hồng đẹp là trên 90%. Đấy, con này là bản công ty 2 SIM 2 sóng. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB các bạn nhé. Đây S7e màu hồng ạ. Đây các bạn mua về tặng trụ bà xã hoặc là người yêu cực kỳ là ok. Máy tràn viền, màn hình cực kỳ là thích các bạn nhé. Đấy. Pin là châu bò nhé. Đây. Máy tràn viền này, pin là rất là châu bò. Con S7e bản công ty 2 SIM 2 sóng này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu đồng. Đây. Con này thì là màn đẹp nhá. Màn đẹp không ám ố các gì KBC gì nhá. Bản công ty 2 SIM 2 sóng nhá. Bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu đồng nhá, cực kỳ là rẻ đấy. S7e thì cực kỳ là hiếm. Đấy. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được hôm nay mình về được 3 cây Samsung Note 8. Note 8 đợt này thì là không còn hàng các bạn nhé. Nhà mình nay thì về được 3 cây Samsung Note 8 này. Đấy. 3 cây Samsung Note 8 thì mình sẽ xem là bỏ này là bao nhiêu ghi nhé. Đây. 3 cây Samsung Note 8 thôi ạ. Đấy, 3 con này đều là bản gì nhỉ? À, 3 con này đều là bản RAM coi như là gì nhỉ? RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy. Đấy, con này thì đẹp nhất này. Đẹp nhất, con này thì đẹp nhất trong 3 con các bạn nhé. Này. Lót 8 thì các bạn cũng đã biết rồi. Cấu hình của nó là RAM 6GB, bộ nhớ trong 64GB. Màn hình là 6.3 inch, tràn viền này ạ.
rất là đẹp, thiết kế rất là đẹp ạ. Đấy. Này. Này, chip của nó là chip Exynos nhá, máy Hàn. Tất cả bên mình đều là máy Hàn, hai sim hai sóng. Chip Exynos các bạn nhá. Đây ạ, hai camera này, một để flash vân tay này. Rất nhiều nốt nám, rất nhiều tính năng. Nói chung là hàng dạo này rất là khan hiếm các bạn nhá. Hôm nay về đoạn non được 3 cây thôi các bạn nhá. Con này thì là màn đẹp nhất này. Đấy. Gọi là chỉ hơi mà một chút thôi các bạn nhá. Con này thì màn đẹp nhất, gọi chỉ hơi mà một chút thôi ạ. Đấy. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá 4.200.000 nhá. 4.200.000. Máy màu đen cực kỳ là đẹp đấy ạ. Máy màu đen cực kỳ là đẹp đấy ạ. Đây lót 8 màu đen. À, bên mình đang bán bạn với giá 4.200.000 đấy ạ. 4.200.000 đấy. Đấy, con này thì là màn đẹp nhất nhá. Màn gọi hơi mà một chút thôi các bạn nhá. 4.300.000 à 200.000 nhá, 4.200.000 con lót 8. Nhá. Và đây hai con này thì là hơi ám một chút này, này đây con này thì hơi ám hồng một chút nhá, bên mình đang bán bạn với giá là 3.600.000 nhá. Đây máy màu xám, con này đẹp trên 90% các bạn nhá, máy màu xám đẹp trên 90%, bên mình đang bán các bạn với giá là gì nhỉ, 3.600.000. Màn bị hơi bị ám hồng một chút thôi, bên mình đang bán bạn với giá 3.600.000 nhá, con màu xám đấy ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn nhá, hàng sớm nhất nhá, màu xám đấy ạ, 3.600.000. Đây. Đây. Đây con này thì là màn cũng hơi bị ám một chút thôi. Gọi hơi bị ám hồng một chút thôi. Con này mình cũng đang thanh lý bạn với giá là 3.700.000 nhá. Con này thì là đẹp thứ hai nhá, con này đẹp nhất này, con này thứ hai này. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 3.700.000 đấy ạ. Đấy, màu đen rất là đẹp nhá. Đây, lốt 8 màu đen, 3.700.000 đấy ạ. Cực kỳ là đẹp nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 màu đen này các bạn nhá, hàng mình là sớm nhất nhá. Đấy ạ. Đấy, rất là rẻ nhá. Note 8 cho mình nay về 3 cây ạ. Đấy. À, con này thì là 4.2 triệu này, 3.6 triệu này. Và con này là gì nhỉ? À, và con này thì là 3.700.000 các bạn nhá. Bạn nào thích con giá nào các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình đấy các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay nhà mình về được con này, con LG V20 ạ. LG V20 thì các bạn cũng đã biết rồi. Màn hình của nó là 5.5 inch nhá. À, RAM con này là RAM là gì nhỉ? RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Con LG V20 này. Đây, hôm nay mình vừa mới về được một con ạ. Đấy. Đoạn nó là một cây. Đấy, LG V20 thì ạ. Đấy. Con này là máy Hàn nhá. Con này là máy Hàn nhá. Con này là bản Hàn nhá các bạn nhá. LG V30 này là bản Hàn nhá. V20 thì ạ. Đây, bản Hàn này. RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Bản Hàn thì nó có hỗ trợ chip âm thanh, các bạn nghe nhạc cực kỳ là phê, tuyệt vời. Đây, mình sẽ vào nghe nhạc cho bạn luôn. Đấy. Bản Hàn thì hỗ trợ chip âm thanh, cái loa ngoài dây nghe cực kỳ là hay. Đây, mình sẽ nghe nhạc vàng cho bạn nhé. Với con RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB, các bạn dùng thì tuyệt vời luôn. Đây, bản Hàn thì các bạn nghe loa cực kỳ là phê và hay ạ. Nhưng mà mỗi tuần hơi quảng cáo nhiều thì thôi. Đấy. Con LG V20 bản Hàn này thì bên mình đang thanh lý bạn giá là 1.800.000 nhá. 1.800.000 này LG V20. Con này là bản Hàn nhá. Đấy, có hỗ trợ chip âm thanh, nghe nhạc cực kỳ là phê, cực kỳ là hay các bạn nhá. Đấy, 1.800.000 con LG V20 này các bạn nhá. Đây, nhà mình còn đỏ lót một chiếc các bạn nhá. Đấy. Và hôm nay nhà mình về được con này là con Lenovo Tab nhé. Đây, Lenovo Tab này. Nhanh lắm, Lenovo nhanh lắm đây. Đây, con này là Lenovo Tab này, B này. À, BTB này, 8545 này. Đấy. Lenovo Tab này ạ. Đây. Lenovo Tab con này thì là gì nhỉ? Con này thì là máy có chức năng nghe gọi nhá, hai sim hai sóng các bạn nhé. Đây các bạn, mình sẽ vào nghe nhạc cho bạn nhanh, cực kỳ là nhanh, Lenovo Tab dùng sướng lắm. Đây. Đây các bạn nghe nhạc thì cực kỳ là phê luôn, Lenovo Tab đấy ạ. Đấy. Bên mình đang bán cho các bạn với giá là 1.500.000 nhé. Đây. Đây, nói chung là nhanh lắm. Lenovo Tab nhanh lắm, vào mạng cực kỳ sướng, phê nó nhanh mà nó mượt lắm.
Đây, khách còn chơi cả Liên Quân Mobile này. Đấy. Liên Quân Mobile này, các kiểu TikTok đủ thứ trên đời này. Đấy. Con này là bộ nhớ trong của nó là gì nhỉ? Đây ạ. Con này là bộ nhớ trong của nó, mình chả nhé. Nhưng 16GB sao ấy? À đây, bộ nhớ xong rồi. Con này là 16GB các bạn nhé. Đấy, Lenovo Tab ạ. Các bạn mua về đọc báo, xem phim, nghe nhạc rất là ok nhé. Con Lenovo Tab này được cái là hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng nhé. Đấy. Các bạn dùng rất là thích ạ. Đấy. Hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Đấy. Nó như một cái điện thoại bình thường các bạn nhé, thẻ SIM này. Đấy. Nó hỗ trợ là 2 SIM 2 sóng. Đấy, các bạn có thể là mua lắp một SIM nghe gọi này, một SIM vào mạng cũng rất là ok nhé. Con Lenovo Tab này thì bên mình đang bán bạn giá là 1.500.000 đấy ạ. Đấy. Hình thức máy cũng khá là đẹp, khá là ok nhé. Lenovo Tab ấy nhanh lắm. Mà nó nhanh lắm. Nhanh mà pin cực kỳ là bền các bạn nhé. Đấy, mình vào YouTube lướt cho các bạn về vèo luôn này. Đấy. Nghe sướng lắm, nhanh lắm. Đây. Mà không bị đơ hay bị lag gì đâu. Mà cực kỳ là sướng nhé, bấm cực kỳ là nhanh nhé. Đấy. Lenovo Tab đấy ạ. Bên mình đang bán bạn với giá là 1.500.000 nhá. Đây thông tin máy đấy ạ. Đấy, Lenovo Tab TB8504X nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Lenovo Tab này các bạn nhé, hàng liền sớm nhất nhá, 1.500.000 nhá. Rất là rẻ cho các bạn ạ. Đấy. Và đây là hai con S7 này, hôm nay nhà mình về được có hai con Samsung S7 này. Đấy, S7 đấy ạ. S7 của nó đấy. Đây. Hai con S7 này thì bên mình đang bán bạn giá là 1.900.000 một con nhé. 1.900.000 một con. Con này thì nó bị hơi bị sức một tí ở lưng thôi. Đấy. Đấy, hơi bị xước một tí lưng này thì bên mình sẽ bớt cho bạn là 50k, là 1.850.000 nhá. Đây, chỉ bị hơi bị xước một tí lưng thôi. Máy zin nguyên bản nhá. Đấy. Máy zin nguyên bản, còn hai con này thì là máy con zin nguyên áp suất luôn các bạn nhá. Đấy, hai con S7 màu bạc này. Máy zin nguyên áp suất luôn các bạn nhá. Đấy. Hai con này đều là bản Hàn này. Đấy, bản Hàn nhá. S7 đấy ạ. S7 của nó là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? 32GB các bạn nhá. Con màu bạc đẹp này thì bên mình đang bán bạn giá là 1.900.000. Màn đẹp các bạn nhé, 1.900.000. Và con này thì lưng bị hơi bị xước một tí, bên mình đang bán bạn giá là 1.850.000 các bạn nhé. S7 thì ạ. S7 thì hôm nay mình về được 2 chiếc các bạn nhé. Đấy, mình giới thiệu qua, mình đi ngủ buồn ngủ quá. Đấy. Đây là con gì nhỉ? Con này là con Sony gì nhỉ? XA nhé, đây Sony XA đấy. Đây Sony XA. Con XA này thì bên mình đang bán bạn với giá là 900k nhé, Sony XA đấy. Hình thức thì vỏ cũng có phẩy theo thời gian này. Đây. Khách dùng ok, được cái là máy zin nguyên bản như các bạn nhé. Máy màu hồng zin nguyên bản ạ. Bên mình đang bán cho bạn với giá là 900k nhé, Sony XA đấy ạ. Đây giới thiệu điện thoại này, Sony XA đấy ạ. Đây. Đấy, Sony XA bên mình đang bán bạn giá là 900k nhá. Bạn nào thích sản phẩm Sony XA này các bạn nhé, hàng mình sớm nhất nhá. 900k cực kỳ là rẻ cho các bạn nhá. Rẻ quá. Thôi mình buồn ngủ quá rồi. Đây. Thì buổi tối ngày hôm nay thì mình về để ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì cũng có nhiều sản phẩm lắm nhưng mình đang hôm nay mình đang buồn ngủ một chút thì là mình sẽ thanh lý giá cực kỳ rẻ cho các bạn. Thì tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp. Nếu bạn nào ưng sản phẩm nào mình có thể nhấc máy lên liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại mình và đây địa chỉ cửa hàng nhà mình, các bạn nào gần có thể cho trực tiếp cửa hàng nhà mình. Và hình thức mua hàng ở xa bên mình rất nhiều hình thức. Một là các bạn tin tưởng bên mình rồi ấy, các bạn thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình rồi ấy, các bạn thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc phí ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đã xem video mình một tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc. Và xin chào và hẹn lại clip tối ngày mai các bạn nhé.